về quê hương Đồng Tháp thì chúng ta sẽ được nghe nhắc nhiều tới những sản vật đặc trưng làm nên danh tiếng cho nơi này. Đó là hằng hà sa số các loại tôm cá từ tự nhiên cùng muôn vàn những thứ khô mắm mặn mòi tình xứ sở. Đó là bạt ngàn những vườn cây tươi tốt, cho trái ngọt trái lành. Rồi còn nữa là biết bao thứ đồ ăn, thứ bánh đặc sản mà ai ai cũng muốn mua về làm quà mỗi khi có dịp ghé ngang Đồng Tháp, như là nem lai dung nè, bánh phồng tôm sa giang, rồi ba tê, rồi chả. Và nhất định là phải được ở ngay bản xứ mà thưởng thức những món ngon danh bất hư truyền của vùng đất được mệnh danh là cửa ngõ sông Tiền này. Đó là bánh tằm bì nè, là hủ tiếu, là cá lóc nướng trui, là lẩu mắm thơm lừng, cùng rất nhiều những thứ rau quê dân dã nhưng làm ngon lòng người thưởng thức. Rồi rau quê xứ Đồng Tháp nó không chỉ ngon lành, bổ dưỡng mà còn gắn bó với đời sống của người dân nơi đây như là một sự thân quen từ rất lâu, như là một mối duyên muôn đời không chối bỏ. Cứ nhắc tới địa danh Đồng Tháp là không hiểu tại sao người ta thấy lòng trở nên bình yên và những cảm xúc cũng bất giác trỗi dậy một cách mãnh liệt. Đó là tất cả sự yêu thương, trân quý đối với miền đất này. Cho dù là đã trở thành thân quen hay mới lần đầu gặp gỡ, thì tình yêu Đồng Tháp của mỗi người không bao giờ thay đổi. Sao mà ngộ dữ vậy? Có lẽ bởi đó chính là bản năng của con người tha thiết yêu cái đẹp và có thể cảm nhận được sự gần gũi chỉ qua đôi mắt nhìn. Dọc đường về xứ cửa ngõ sông Tiền, người ta dễ dàng bắt gặp và nhìn cho đã mắt cái mát rượi của sông nước, của bờ kinh dài với những bầy dịch ung dung tắm mát. Và ấn tượng nhiều nhất là cái màu xanh bình dị của vườn quýt, vườn xoài bạc ngàn, của ruộng lúa còn thơ, của ruộng ấu ngâm mình dưới nước lạnh, cái ruộng môn dương lá cao đón nắng mà nuôi cho củ môn mập tròn, rồi bờ ớt đương ra trái, rẫy bắp đang trổ cờ, hay vàng mướp trổ bông vàng, thả ra những trái mướp dài buông mình treo lủng lẳng trên mặt đìa. Đồng Tháp là xứ sở của sen. Thiệt vậy, cứ đặt chân tới đây là sẽ thấy sen hiện diện ở khắp mọi nơi, trên đường phố, công viên. Và đặc biệt là rất nhiều những ruộng sen bát ngát ở dọc đường. Để bước chân đi qua là thế nào cũng bị níu lại bởi hương sen thơm, bởi cái màu sen hồng tươi nổi bật giữa màu lá xanh, nhìn là thấy mát rượi cả một vùng trời. Dọc đường đi, người ta sẽ còn gặp rất nhiều những quán nhỏ bán đặc sản từ sen để phục vụ khách đường xa. Đó là rổ gương sen còn tươi nguyên, hay là mớ hột sen đang được đôi tay thoăn thoắt của người bán tách ra, là mấy bịch trà tim sen, trà lá sen đã được phơi khô kỹ. Rồi còn thứ đặc sản sữa sen vừa thơm vừa bùi, làm mát lòng người thưởng thức nữa chứ. Đồng Tháp là vùng đất nằm kẹp giữa hai con sông Tiền và sông Hậu, lại là nơi khởi nguồn của sông Tiền khi chảy về đất Việt. Do vậy mà mỗi năm, nước lũ về Đồng Tháp lúc nào cũng sớm và nhiều. Kéo theo đó là rất nhiều những loài cây thứ rau mọc vượt lên con nước mà lớn dần, rồi đem lại cho bữa cơm quê thêm hương thêm vị. Đó là những bụi điên điển kết bông vàng rực, nổi bật lên trên mặt nước phù sa ngầu đỏ, để người ta tha hồ hái dìa, đem nấu lên nồi canh chua cá linh, ngon chao đảo lòng người. Đó là những dây bông súng lú lên từ dưới mặt nước, và kéo mỏi cả tay cũng chưa hết. Là những đọt rau muống non mướt, bò tràn trên nước, là những ruộng ấu màu xanh xanh tím tím cho cái củ hình sừng trâu ăn bùi bùi ngọt ngọt và góp gom hương vị cho những bữa cơm nhà. Mùa nước về ở trên quê hương Đồng Tháp đó cũng là mùa mà những cánh đồng nước ở xứ này sẽ ngập trong cái màu trắng muốt thân thương của một thứ bông có cái tên ngồ ngộ, đó là bông súng ma. Kêu là súng ma bởi vì cái cọng súng này nó kỳ lạ lắm nha. Nước mà dâng cao tới đâu đó thì nó cũng sẽ dương cao lên tới đó. Có khi dài tới tận 2 thước là chuyện bình thường luôn. Bông súng ma thì nó ốm, thon, dài và có màu xanh xanh trắng trắng chứ không có được mập ú. Nhưng mà chính nó lại làm nên cái đặc trưng của những món ngon rặt rọi phong vị mùa lũ phương Nam. Về chợ Trường Xuân ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp,
người ta sẽ dễ dàng lạc vào cái không khí hối hả, nhộn nhịp cũng như sự trù phú của những sản vật miền sông nước. Nhất là vào mùa nước nổi thì cái rộn rã còn tăng lên gấp nhiều lần. Ngoài tôm, cá, ớt, cua, rắn, chuột đồng thì còn rất nhiều những loại rau ngon được bày bán, mà đảm bảo bất cứ bà nội trợ nào nhìn thấy cũng phải ngừng lại, tấp vô sạp hàng rồi mua một mớ đủ loại đem về nấu cho gia đình bữa cơm, từ những loại rau tuy bình dân nhưng chất lượng và độ sạch bổ thì đảm bảo an tâm. Chợ bán ê hề toàn những thứ rau đặc trưng cho Đồng Tháp nói riêng và cho cả mùa lũ miền Nam nói chung nữa. Ngoài điên điển, rau dừa, rau muống đồng, củ ấu, rau nhút thì còn có sự hiện diện của rất nhiều những bó bông súng tươi rói nằm trên sạp hàng chờ khách mua. Bông súng xứ Đồng Tháp có thể là giống súng tím màu đậm rực rỡ hay là cọng súng ma ốm dài có màu hơi xanh xanh trắng trắng pha tím lợt cùng sắc bông màu trắng tinh khôi. Tuy chỉ là thứ rau quê nhưng cũng đủ sức khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Bông súng bán ở chợ được bày nhiều kiểu lắm, có khi người bán thả nguyên cọng dài nằm trên sạp, hoặc có lúc sẽ được cuốn tròn thành cái vòng bông nhỏ nhỏ, nhìn vừa dễ thương lại không kém sự ngon lành. Bông súng cũng chỉ là một loại bông dại, cả đời ngâm mình dưới nước, nhưng ai ngờ khi nó đi vào trái bếp của những người đầu bếp miền sông nước, thì chính cái tự nhiên dân dã của nó lại trở thành điểm khác biệt để thu hút vị giác của người thưởng thức. Để rồi cọng bông súng, nó không còn đơn thuần là món ăn của ký ức nghèo khó, mà đã đường hoàng trở thành một thứ đặc sản. Bông súng cùng với ơ mắm kho, lẩu mắm đã chinh phục vị giác của du khách mọi miền và vượt qua khỏi ranh giới của quê hương Tây Nam Bộ mà đem danh tiếng đi khắp nơi xa. Để rồi những bước chân lãng du tìm về miền sông nước, và đặc biệt khi ghé ngang Đồng Tháp là nhất định phải tìm cơ hội thưởng thức cho bằng được món mắm kho bông súng danh tiếng của nơi này. Mùa nước về đó, tôm cá ê hề, ăn không có hết, bà con mình thì lại đem đi làm mắm nè. Cho nên Đồng Tháp nổi tiếng với nhiều món mắm ngon và những món ngon từ mắm nữa, gây thương nhớ cho biết bao nhiêu người thưởng thức. Phải kể tới đó là cái lẩu mắm nè, rồi món mắm kho mặn mòi đặc trưng được nấu từ những loại cá ngon nè, rồi ăn chung với những loại rau dân dã nhà quê, nhất là bông súng đó nha quý vị nha. Bông súng Đồng Tháp ăn chung với mắm kho Đồng Tháp, một thứ thanh mát nhẹ nhàng, ăn kèm với một thứ đậm đà quyến rũ. Khi chúng kết hợp với nhau đó thì tạo nên một cái bản giao hưởng tuyệt vời về mùi vị. Để cứ hễ người ta được ăn là sẽ nhớ hoài, nhắc hoài như một kỷ niệm đẹp. Muốn ăn bông súng mắm kho thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Trên bước đường lãng du đi thăm thú quê hương Đồng Tháp, du khách chắc chắn sẽ rất thích thú khi ghé thăm những khu du lịch sinh thái nổi danh ở nơi này, như khu du lịch Tràm Chim ở Tam Nông hay khu du lịch Gáo Dòng ở Cao Lãnh, với những đặc trưng sinh thái riêng biệt làm níu bước chân người. Về Gáo Dòng, người ta sẽ được hòa mình vào một không gian thiên nhiên trong lành, mát mẻ và vẫn giữ được gần như là nét hoang sơ của một vùng đất hoang hóa và bị nhiễm phèn mặn. Trên chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước xuyên qua rừng tràm với cây dầm bơi nhẹ, người ta sẽ rất thích thú khi được nghe tiếng chim kêu hay được ngước mắt nhìn những bầy chim bầy cò làm tổ rồi đậu tuốt trên cây cao mà kêu những tiếng kêu vang động cả một góc trời. Giữa cảnh thiên nhiên bình dị gần gũi của khu du lịch Gáo Dòng thì sẽ thiệt là thiếu sót nếu không được thưởng thức những món ngon danh tiếng của xứ sở sen hồng này. Nào là những món ngon từ sen như cơm hấp lá sen, gỏi sen, chè sen, cá lóc nướng, một vài món thịt chuột, và nhất định phải có sự hiện diện của cái lẩu mắm mặn mòi tình sông nước cùng dĩa bông súng tươi nguyên bên cạnh các loại rau dân dã như bắp chuối, điên điển, thì mới có thể coi là đủ đầy hương vị. Trên cái bàn nhỏ dọn ra trong cái chòi giữa cánh đồng ngập nước là ơ lẩu mắm cùng mấy dĩa rau quen thuộc. Đó là màu vàng điên điển, cái trắng trắng của bắp chuối.
và thiệt nhiều cái màu tím tím thân thương của cọng bông súng, để ai hễ nhìn thấy là tự nhiên cái bụng kêu đói liên hồi. Để có thể cảm nhận được hết cái ngon của món ăn đặc biệt này, hãy dỡ nắp ơ mắm đang sôi trên bếp mà hít cho thiệt sâu cái mùi hương thân thương của miền quê sông nước. Dù ai nói sao thì nói, nhưng đối với mỗi đứa con của nơi này thì không gì thơm, không gì đậm đà, không gì quay quắt nhớ thương như mùi mắm cả. Trong cái lẩu mắm có màu nước nâu sóng sánh, chở mang mấy miếng cà tím, củ trái cùng những loài tôm cá ngon lành. Lẩu sôi lên rồi múc cơm hoặc gấp bún vô chén, sau đó thì nhúng rau và thưởng thức liền món ngon đặc sản đi thôi. Mà nhớ là nhúng nhiều bông súng thì ăn mới đã à nghen. Từng cọng bông súng xốp xốp được tước bỏ vỏ ngoài, ngắt khúc xong thì nhúng vô nước lẩu đang sôi. Từ khi rau vừa dịu lại, chuyển màu hơi tái thì gấp lẹ ra, thổi thổi mấy cái rồi bỏ vô miệng nhai chậm rãi. Sẽ hiểu được tại sao món ăn này lại nhận về nhiều lời khen ngợi tới vậy. Nước lẩu mắm thì mặn mòi lại nóng hổi, cọng bông súng thì giòn mà mát, đem nhúng vô lẩu mắm thì mùi vị sẽ được trung hòa lại. Nước lẩu thấm và đọng vào cọng bông súng, khi nhai sẽ tươm ra trong khoang miệng, đậm đà hết chỗ chê luôn vậy đó. Hoặc nếu không thích ăn cọng bông súng nhúng vào trong lẩu, người ta cũng sẽ ngắt cọng súng thành khúc vừa ăn, sau đó lấy ngón tay bóp nhẹ cho cọng hơi dập thì bỏ vô chén, sau đó múc nước lẩu chan vô rồi thưởng thức. Với cách ăn này thì cọng súng còn sống, ăn giòn rau ráo, vừa thấm vị mắm, lại có vị ngọt tự nhiên của sông nước, ăn ngon không kém cạnh bất cứ gì. Quay qua quay lại nãy giờ, thấy sao cũng ngộ ngộ. Đầu bữa dọn ơ mắm ra, thực khách cứ nhúng bông súng, nhúng bắp chuối, điên điển, nhúng rau ăn hoài một cách say sưa mà quên luôn gấp cá. Kiểu này, coi bộ bữa ăn hao rau, hao bông súng dữ à nghen. Bông súng mắm kho xứ Đồng Tháp, nó ngon một phần bởi hương vị đặc trưng của nó, còn phần ngon nữa chính là cái không gian ẩm thực mà nó sinh ra, tồn tại và đi vào bữa ăn của con người. Thiệt vậy, mắm kho khi dọn ăn ở chốn thành thị với nhà hàng xa hoa, đường xe tấp nập thì sẽ không thể nào đem lại sự trải nghiệm thân thương, bình dị như khi dọn ra ăn để thưởng thức giữa khung cảnh mộc mạc ở quê nhà, với cảnh thiên nhiên hoang sơ, trong lành và sự rộn ràng nhiệt tình qua giọng nói, điệu cười của người dân bản xứ. Bởi vậy mà có biết bao người yêu mến món ăn miền sông nước, luôn sẵn sàng vượt qua hàng trăm cây số để tìm về quê hương của những dòng sông, để được ngắm nhìn cảnh vật, được hít thở không khí trong lành, được ăn cho no nê những món ngon đã được nghe danh từ lâu, và để được thật sự hòa mình, thực sự được sống trong cuộc sống của bà con nơi này, dù chỉ một đôi ngày, một đôi tiếng đồng hồ cũng thấy thỏa lòng. Vì Đồng Tháp mà ăn bông súng mắm kho là đúng bài quá rồi nè, phải không quý vị? Bông súng thì giòn giòn xốp xốp, chấm chung với lại cái vị mặn mòi đặc trưng của món mắm kho nữa, và chung với bún hay là cơm thì ngon phải biết luôn á, ăn hoài không có thấy ngán. Món mắm kho nè, hay là các loại mắm nói chung, không chỉ của riêng Đồng Tháp mà còn của một số địa phương khác nữa, từ lâu đã trở thành món ăn linh hồn của các tỉnh miền Tây sông nước. Người miền Tây có đi xa đó nha, đôi khi vì hoàn cảnh mà phải đi giọng nói, rồi vì địa lý mà thỉnh thoảng quên mất đường về nhà. Nhưng mà không thể nào quên được cái hương vị của món mắm quê hương, Ngọc Phượng tin chắc là như vậy.